Xin chào, chào mừng các bạn đến với phần 3 của câu chuyện ác nữ phản diện đảo ngược đồng hồ cát. Tiếp tục câu chuyện. Những ngày nghỉ cuối tuần ở nhà Rosen kết thúc, anh Oscar và Ken tạm biệt và trở lại học viện. Nữ bá tước lúc này mới hay tin và vô cùng hốt hoảng vì nghe tin con trai nhà hầu tước ghé thăm đúng lúc bà lại không có ở nhà. Aria, mẹ nghe nói Oscar ghé qua chơi phải không con? Bà nói lớn và chạy vội vàng vào phòng của Aria với những món quà đang cầm trên tay. Bà ngồi xuống bên Aria, đặt những món quà xuống và hỏi cô về Oscar. Con thấy Oscar thế nào? Cô thản nhiên đáp rằng, cũng chẳng có gì đặc biệt. Bà trưng ra khuôn mặt thất vọng. Vậy à, đáng tiếc thật đấy, cơ hội tốt thế này mà. Trong lúc bà đang chìm trong suy nghĩ, thì Aria, con gái bà thì vẫn đang vui vẻ thêu thùa bởi vì cô biết bản thân mình đã để lại trong lòng Oscar một ấn tượng khó phai. Đây là quà của nhà hầu tước Frederica. Hai hộp quà được để ngay ngắn trước mặt Miel với sự chứng kiến của tất cả mọi người. Đủ mọi lời thì thầm to nhỏ nói về tình cảm của Oscar dành cho Miel khiến cô rất vui. Trái tim bé nhỏ của cô cứ đập thình thịch liên hồi trước những món quà và cô cũng suy nghĩ mình nên tặng anh ấy cái gì để đáp lễ đây. Thì lúc này Aria cũng đang chậm chậm bước xuống, vừa đúng lúc để nghe những lời nhắn của Oscar. Ngài Oscar Frederick có lời nhắn thế này. Trong hai hộp quà ở đây thì hộp quà có chiếc nơ màu đỏ là dành cho tiểu thư Miel. Còn hộp quà có nơ màu xanh là dành cho tiểu thư Aria. Khi ông quản gia đọc xong những lời nhắn của Oscar, mọi ánh mắt đều hướng về phía Aria. Mẹ Aria vui vẻ lên tiếng khen con mình. Ôi trời Aria, chắc con đã đón tiếp ngài Oscar chu đáo lắm đây. Cô mỉm cười trả lời rằng, nếu được vậy thì tốt quá. Nhưng có vẻ đây là quà đáp lễ cho chiếc khăn tay anh đã nhận của con đó mẹ. Sau câu nói của Aria, lời xì xào càng ngày càng lớn dần lên. Ánh nhìn của Miel lúc này chỉ còn có Aria. Mẹ Aria hỏi ông quản gia còn có thư từ gì nữa không, thì ông vội vàng lấy ra hai bức thư. Mọi ánh mắt một lần lại đổ dồn lên hai vị cô tiểu thư với bức thư trên tay. Mẹ Aria vô cùng tò mò và kêu Aria đọc bức thư đi, khiến cho mọi người xung quanh ai nấy đều mong chờ. Thế nhưng cô đã từ chối đọc và quay sang Miel, cô yêu cầu mọi người hãy nghe thư của mình. Miel dĩ nhiên không muốn đọc trước nên đã nói với Aria rằng, nếu nói về vai vế, chẳng phải chị đọc trước em sẽ thích hợp hơn sao, chị Aria. Như lường trước được chuyện này Aria mới trả lời rằng, em là đối tượng kết hôn của anh Oscar mà Miel. Chị nghĩ mọi người sẽ thích nghe bức thư tình của em với anh Oscar hơn là của chị đấy. Miel siết lấy bức thư trên tay và ra yêu cầu rằng cô sẽ đọc trước và rồi sau đó sẽ đến lượt của Aria. Thế nhưng Aria lại phì cười và khẳng định là cô chỉ đang đùa thôi. Ha ha, chị chỉ nói đùa thôi, em đừng nghiêm túc thế chứ Miel. Với lại tùy tiện đọc thư của anh Oscar trước mặt nhiều người thế này không được lịch sự lắm đâu, vậy nên chúng ta đừng làm vậy nhé. Hơn nữa chị đang tính ra ngoài, nhưng chị lại thấy tò mò về món quà nhiều, nên chị sẽ mở quà trước nhé. Cô, lại đây mở quà giúp tôi. Mẹ Aria cầm chiếc váy lên mà cảm thán và kêu hãy thử nó đi, nhưng đã bị cô từ chối. Trời ơi, đẹp quá đi. Aria con mau thử bộ váy này đi. Dạ thôi ạ, nếu không đi bây giờ thì sẽ muộn mất đấy ạ. Thôi thì con sẽ mang châm cài trước vậy. Cô lấy chiếc châm cài đang để trong hộp và cài lên mái tóc của mình. Cô quay lại chào Miel. Chị đi nhé Miel. Chị không thể xem được món quà của em rồi Miel, thật là tiếc quá. Thấy Aria vui vẻ rời đi, Miel tức giận đến mức siết chặt lá thư trong tay dù cho đó là lá thư của Oscar. Trên xe, Aria đọc bức thư Oscar đã gửi cho mình. Món quà này coi như là lời cảm ơn em vì lần trước đã cho anh mượn chiếc khăn tay ở khu vườn. Món quà như đại biểu cho sự biết ơn của anh dành cho em, hy vọng em sẽ chấp nhận nó. Tái bút Oscar Frederick. Aria thầm nghĩ, nếu khi nãy cô đọc bức thư này thì mọi hiểu lầm có thể sẽ được sáng tỏ rồi. Nhưng lại cô muốn nhìn thấy gương mặt tội nghiệp đó của Miel. Đứa con gái tội nghiệp luôn phải che giấu cái nội tâm thối rữa của mình với thế giới bên ngoài. Bởi vậy tôi mới ở đây, giải thoát cho cô ra khỏi cuộc sống chỉ toàn dối trá, như một vị cứu tinh của cuộc đời cô. Khi đến buổi tiệc, Aria lấy ra những chiếc khăn đã thêu huy hiệu của các gia tộc dành riêng cho các tiểu thư. Các quý cô quý tộc này vô cùng cảm kích trước hành động của Aria và nói rằng họ đã kể tốt về cô với gia đình của mình. Hy vọng lần sau cô sẽ đến gia đình của bọn họ. Aria đạt được mục đích và hứa rằng bản thân mình sẽ đến. Cuối cùng thì buổi tiệc cũng buồn chán này kết thúc. Khi cô chuẩn bị bước đến bên xe ngựa của mình thì cô phát hiện người đánh xe ngựa của mình có gì đó kỳ lạ. Cô quay đầu lại và hỏi. Khoan đã, ông là ai? ngươi không phải là người đánh xe ngựa lúc trước. Người đánh xe ngựa vội giải thích rằng người đánh xe ngựa trước đó đang bị đau bụng và ông là người đến thay. Aria dĩ nhiên không tin lời ông ta nói, yêu cầu kiểm tra khuôn mặt. Danh tính đã được xác minh, đúng là ông ta làm việc cho Rosen, nhưng việc ông ta không thông báo gì với cô khiến cô vô cùng nghi ngờ. Bởi vì kiếp trước cô đã phạm sai lầm một lần rồi, nên kiếp này cô sẽ không bao giờ để bản thân mình lâm vào tình thế nguy hiểm một lần nào nữa. Aria chắc chắn chuyện này là do Miel làm, phân công hai tên hộ vệ vô dụng và trao đổi người lái xe để đưa tôi vào cảnh nguy hiểm sao? Hay lắm, mà hình như ở kiếp sống mới này, cô đã bộc phát con quỷ trong mình sớm hơn dự kiến của tôi đấy. Miel à, cô quả là một con ác nữ xấu xa, không uổng công tôi chờ đợi. Lúc này cô ra lệnh cho người đánh xe ngựa. Ông hãy đánh xe ngựa trở về dinh thứ trước, ta sẽ tự nghĩ cách quay về sau. Sau khi xe ngựa rời đi, cô càng nghe rõ tiếng xe thiếu ốc vít, nó cứ kêu lộc cộc. Điều đó càng chứng minh việc kẻ đứng sau chuyện này chỉ có thể là Miel, kẻ muốn hãm hại cô. Cô tức giận ra lệnh cho một tên hộ vệ đi tìm một xe ngựa khác cho mình. Nhưng thật sự mà nói, những tên hộ vệ này thật quá vô dụng rồi, cô tự trách bản thân mình sao không nhận ra sớm hơn để đuổi chúng đi. Bước vào cửa hàng đá quý lớn nhất đế quốc, Aria muốn tìm một chiếc ghim cài áo cho Oscar. Ta muốn xem tất cả các mẫu ghim cài áo dành cho thiếu niên từ đơn giản đến tinh xảo nhất. Chủ tiệm dường như nhận ra Aria không phải là một quý tộc bình thường. Ông dặn dò nhân viên của mình phải mang lên cho những mẫu đá cao cấp nhất cho cô xem. Đứng trước một bàn đầy đá quý xinh đẹp, Aria quyết định chọn ra một viên đá màu xanh ngọc với hy vọng Oscar sẽ thích nó. Được rồi, ta quyết định lấy nó. À phải rồi, ta muốn đặt thêm vài cái nữa nhưng mà nhỏ hơn. Ta muốn nó lớn chừng này, đủ để cho người khác thấy, nhưng không được quá lớn. Cô tự mình vẽ thiết kế mình mong muốn ra giấy. Nhìn bản thiết kế với huy hiệu nhà Rosen. Thì lúc này ông chủ tiệm mới nhận ra cô là tiểu thư xấu xa Aria Rosen trong lời đồn. Nhưng có điều là ông cảm cô không thấy giống một người bắt nạn và thô bỉ. Cô ấy cũng rất cư xử chừng mực và phẩm vị tinh tế về đá quý thì rất phong phú. Sau khi thảo luận xong bản thiết kế, cô chốt đơn thêm 5 cái. Hãy giao 5 chiếc ghim cài này cùng với chiếc ghim hồi nãy đến nhà cho ta vào sáng ngày mai nhé. Ông chủ tiệm cúi người cảm ơn Aria và gửi tặng cô thêm một phần quà. Đây là một món quà nhỏ chúng tôi xin tặng tiểu thư Aria Rosen. Hy vọng cô sẽ thích nó. Ồ, là một sợi dây chuyền sao? Ta rất thích. Cảm ơn ngươi nhé. Trong lúc chờ xe ngựa mới đến, Aria buồn chán đi đến mở tung khung cửa sổ. Khi nhìn xuống dưới đường cô không tưởng tượng được rằng hồi trước mình đã sống khổ cực thế nào. Quần áo còn chẳng có bộ nào tử tế để mặc, mọi thứ đều phải nhường chỗ cho công việc của mẹ. Nhưng mà cũng vì vậy mà mình mới có được ngày hôm nay. Chính vì vậy mình sẽ không để cho nó bị phá hủy một lần nào nữa. Trong lúc đang trầm tư về cuộc đời của mình, cô bất giác gặp lại tên áo đen đã hăm dọa cô hôm trước. Vô tình hai chạm mắt nhau. Nụ cười của hắn làm cô giật mình. Aria hốt hoảng kéo chiếc rèm cửa lại, tim đập thình thịch. Hắn là ai vậy chứ? Hành động của hắn khiến mình cảm thấy bất an. Đúng lúc này Jessie bước vào với khay bánh trên tay. Aria liền vội hỏi. Xe ngựa đã đến chưa Jessie? Nhận được câu trả lời đã đến rồi, thì Aria đùng đùng bỏ về với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Cô phi nhanh xuống sảnh chờ. Khi chuẩn bị lên xe, tâm lý cô lúc đã ổn định hơn một xíu. Cô nghĩ mọi chuyện chắc đã ổn rồi thì... Vụt, một đóa đột nhiên xuất hiện. Mọi thứ quá nhanh làm cho Aria một lần nữa mất bình tĩnh. Đóa hoa bị rơi xuống đất bởi sự phản vệ của hai tên hộ vệ. Lúc này có ai đó cúi xuống và nhặt đóa hoa lên. Ái chà, e là món quà của ta dành cho ân nhân của mình bị dính bẩn mất rồi. Nhưng ta rất vui vì đã có thể gặp lại cô, tiểu thư Aria. Tuy mọi thứ diễn ra khá nhanh khiến cô có phần hơi sợ hãi, nhưng là một quý tộc cô vẫn phải giữ một thái độ bình tĩnh. Xem nào, hình như giữa chúng ta không có cuộc trò chuyện nào để cảm ơn hết. Hắn ta đáp rằng, sao lại không, nhờ có cô mà ta đã không phải mất một số tiền khá lớn đấy. Mặc dù cách cư xử lần này của hắn khác một trời một vực so với lần trước, nhưng cô cứ có cảm giác uy hiếp khiến cô rất hoang mang. Đối mặt sự niềm nở của hắn, cô đành phải nói chuyện với hắn, mặc dù điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Tôi không thể nhận hoa nếu không biết tên của anh. À, xin lỗi đã thất lễ, hãy gọi tôi là A.S.H.R. Aria lần la hỏi, anh ta thuộc gia tộc nào nhưng bất thành, xin lỗi đây là vấn đề cá nhân, ta chỉ có thể cung cấp tên cho cô thôi. Tôi hiểu rồi, Aria nhận lấy đóa hoa. Còn chuyện gì nữa không? Tôi cần phải trở về nhà. Ra vậy, cảm ơn cô đã dành thời gian cho ta. Nếu được ta có thể hôn tay cô để tạm biệt không? Dĩ nhiên câu trả lời là không. Anh làm thế này chẳng phải nhiệt tình quá mức rồi sao, hoàn toàn khác xa với lần trước. Aria quay người rời đi. Khi bước lên xe cô không may đã trượt chân ngã, đạp trúng vào đóa hoa khiến nó tan nát. Ta xin lỗi, đóa hoa đã hỏng mất rồi, ta có thể nhờ ngươi vứt nó được không? Thế nhưng phản ứng của anh ta hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô. A ha ha, dĩ nhiên là được rồi, thưa tiểu thư. Về tới dinh thự. Hộ vệ của Aria báo cáo. Thưa tiểu thư, theo như tìm hiểu của thần thì người đánh xe ngựa sáng nay đúng là đã đau bụng, đúng như lời như người đánh xe Alex hồi sáng nói. Chẩn đoán chuẩn của bác sĩ là ông ta bị ngộ độc thức ăn. Nhưng điều kỳ lạ ông ta đã ăn thức ăn thừa của vợ mình nhưng vợ ông ta không bị. Và người quản lý xe ngựa cũng nói là chính ông ta là người đã sử dụng chiếc xe bị hư đó để đi đón tiểu thư. Ngươi làm tốt lắm John, đây là phần thưởng cho anh. Aria vô cùng hài lòng với những chứng cứ này. Miel à, hẳn là cô đã làm chuyện này vì món quà Oscar tặng tôi sáng nay nhỉ. Đúng là cướp Oscar khỏi tay cô là điều đúng đắn, thay vì cố gắng giành lấy trái tim của Oscar, cô lại đi ghen tuông. Trái ngược với trước kia, tôi có thể thấy rõ cảm xúc cô đã bị chi phối, cô dễ dàng phát điên hơn nhỉ. Tuy nhiên, tôi sẽ xử lý những kẻ đã tham gia vụ này trước, cô hãy chờ đó. Aria lúc này tìm đến mẹ, người đồng minh duy nhất thương yêu cô nhưng vào đúng lúc bà còn ngủ say. Aria ngồi sát bà khiến bà giật mình dậy. Có chuyện gì vậy Aria? Dạ cũng không có gì ạ, nhưng con nghĩ con nên nói với mẹ. Con suýt bị tai nạn đó mẹ. Mẹ cô khi nghe cô nói thì bật phát dậy. Gì cơ, tai nạn á? Mẹ Aria nổi trận lôi đình cho gọi tất cả các người làm trong nhà ra mắng. Khi không có chồng ta ở đây thì ta chính là chủ nhân của cái nhà này, sao các ngươi dám cả gan không báo lại với ta chuyện xảy ra? Ngươi, tên đánh xe Iazi, dám tự ý rời khỏi vị trí khi chưa có sự cho phép của chủ nhân. Còn ngươi, dám lấy một chiếc xe hỏng có khả năng xảy ra tai nạn để đón con gái ta sao? Bà lôi hết tất cả những người có liên quan trong chuyện này ra để trách mắng, bao gồm cả người quản lý xe ngựa và ông quản gia. Thần vô cùng xin lỗi thưa bà, thần đã làm việc ở đây 30 năm nhưng thật xấu hổ khi phải nói là thần không biết gì về vụ việc này ạ thưa bà. Nhiệm vụ của thần là nắm hết mọi chuyện trong nhà ấy vậy mà. Thần thật sự xin lỗi bà. Thấy ông hoàng gia rơi vào tình thế khó khăn, Aria lên tiếng giúp ông quản gia. Ông ấy vẫn luôn làm tốt việc của mình nên con nghĩ ông ấy không có liên quan gì đến chuyện này đâu thưa mẹ. Cô tiếp tục phân tích, chuyện này có khả năng là ai đó muốn hãm hại con vì không thích con. Lại âm mưu né tránh sự quản lý của quản gia thì con nghĩ chúng ta nên gọi cận vệ mẹ ạ. Nghĩ tới thôi mà con đã thấy sợ rồi. Miel đột nhiên lên tiếng nói đỡ cho ông đánh xe ngựa Alex. Ông Alex cũng sắp tới tuổi nghỉ hưu mà, có lẽ vì thế mà ông ta quên mất nơi để xe ngựa thôi. Và lại chưa có bị thương mà, nếu ta gọi cận vệ thì có vẻ hơi tội cho ông ấy đó ạ. Nhưng chị suýt mất mạng đấy Miel à. Miel lên tiếng cười đùa rằng, không đến mức mất mạng mà chị, chẳng phải chiếc xe ngựa đã trở về an toàn sao. Aria cười phì, Miel à, ý em là sao chứ, không đến mất mạng sao? Làm thế nào em có thể chắc chắn rằng vậy hả? Không lẽ em biết rõ tình trạng của cái xe sao, Miel? Miel vô cùng bối rối trước câu hỏi khó của Aria. Aria tiếp tục hỏi đồn Miel, sao em lại biết tường tận xe của chị như thế nào? Chuyện đó em nghe nói, Miel lấp bấp. Aria dùng ánh mắt sắc lạnh hỏi tiếp. Vậy em đã nghe ở đâu, ai đã nói? Đứng trước những câu hỏi đó Miel vô cùng lúng túng, nhưng người hầu nữ thân cận đã mách nước mà Miel mới có thể trả lời. Chuyện đó là, em chỉ nói về kết quả thôi. Kết quả là chị không bị thương đúng không ạ? Nên em nói là không đến mức nguy hiểm như chị nói. Vậy sao Miel, em nói cũng đúng nhỉ? Nhưng giả sử, nếu bánh xe bị rơi ra, xe bị ngã giữa đường thì sao? Và giả sử nếu như đó là ngồi trên chiếc xe đó là em thì sao? Nếu em ngồi trên chiếc xe đó dù em có về tới nhà bình an thì chị cũng sẽ rất... Aria nói hét lên trong tuyệt vọng khiến cho mọi người ai nấy đều sửng sốt. Aria chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình. Chị xin lỗi em nhé vì đã nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ chúng ta phải để cho mẹ xử lý chuyện này thôi, Miel nhỉ? Mọi thứ Aria diễn nãy giờ chính là cách để cho Miel tự tay mình xóa sổ tên đánh ngựa. Tên thuộc hạ của cô đang run rẩy kìa Miel, cô mau vứt bỏ hắn đi. Đứng trước một tình thế như thế này Miel buộc mình phải đưa ra quyết định. Vâng, làm thế cũng tốt ạ. Tên thuộc hạ Alex bất lực ngã khuỵu xuống đất. Miel run rẩy nhưng đành phải chấp nhận. Ngày hôm sau, Miel không xuống dùng bữa ở phòng ăn đã khiến cho Aria vô cùng vui vẻ. Thưa tiểu thư Aria, người bên tiệm đá quý đã đến, thần đã bảo họ đợi ở hành lang rồi ạ. Khuôn mặt ông nhìn Aria đầy vui vẻ, bởi hôm qua chính cô là người đã giải vây cho ông nên thái độ của ông thay đổi hẳn. Cảm ơn ông, ngài quản gia. Aria lúc này đã nhận hàng từ cửa tiệm hôm qua cũng phải trầm trồ vì nó vô cùng hoàn hảo. Một lát sau, sau khi nhận phán quyết của nữ bá tước, Mã Phu Alex, ngươi bị sa thải khỏi nhà bá tước Rosen, thêm vào đó, do tự ý rời khỏi vị trí làm việc, ngươi chính thức bị đẩy xuống làm người dọn dẹp chuồng ngựa cho ta. Sau khi nghi phán quyết, Miel trao đảo. Xin thứ lỗi, con cảm thấy không khỏe nên con sẽ về phòng trước ạ. Aria an ủi và chúc Miel mau khỏe. Đột nhiên hét lớn Aria gọi Miel, đợi đã Miel. Cô sai Jessie lấy chiếc vòng được chủ tiệm tặng và tặng nó lại cho Miel. Đây là món quà chị đặc biệt chuẩn bị cho em vì đã cho chị mượn chiếc váy lần trước. Miel mặc dù có hơi lúng túng trước cách hành xử của Aria nhưng rồi cũng đồng ý. Nữ bá tước vô cùng hài lòng về tình cảm của hai chị em. Ta rất vui vì hai con vô cùng thương yêu nhau. Sau đó bà rời đi với lý do còn bận việc. Trong lòng Aria thầm cảm ơn mẹ mình. Lên đến phòng, Aria suy nghĩ về nữ hầu thân cận của Miel. Hình như cô ta tên là Emma, cô ta cứ bám giết lấy Miel không rời nhỉ. Mà dù sao Miel cũng chỉ là cô bé 13 tuổi, thì việc hôm nay chưa chắc gì một tay Miel ra tay. Mình phải cho người điều tra nữ hầu Emma, bởi cô ta cũng có khả năng liên quan đến cái chết của mình. À, và cả cô nữ hầu có tàn nhang sáng nay, trong cô ta có vẻ tham lam, có thể sẽ khai thác thông tin từ cô ta nhỉ. Nhớ về chuyện kiếp trước mà làm cô ớn lạnh. Nhìn chiếc đồng hồ cát đang để trên bàn làm cô cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Phù, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Jessie đi vào, thưa tiểu thư, người giao thư đã chuẩn bị xong rồi ạ. Được rồi, đợi ta viết thư đã. Để xem nào, viết thế nào để cho ngài ấy được thành ý của mình đây. Gửi ngài Oscar Frederick. Món quà đáp lễ cho chiếc khăn tay mà ngài gửi thật đáng trân quý làm ta không biết làm sao cho phải lẽ. Đây là chút thành ý của tôi, mong ngài hãy nhận lấy. Tái bút Aria Rosen. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi, Aria thoải mái tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi. Cô thuận tay quay ngược chiếc đồng hồ cát lại. Dạ thưa tiểu thư, ngươi có muốn dùng thêm trà không? Aria ngơ ngác với câu hỏi của Jessie. Bất giác cô phát hiện chiếc bút viết thư khi nãy vẫn còn cầm trên tay và bức thư cô viết cho Oscar đã hoàn toàn trống trơn. Lúc này cô chỉ nghĩ bản thân mình đã quá vui nên đã nhớ nhầm rồi chăng? Mệt mỏi trở về phòng của mình, Aria ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy cô được Jessie hỏi thăm về sức khỏe và cho cô uống một ly nước cam. Uống xong cô lại nằm nghỉ một xíu và lại lật ngược chiếc đồng hồ cát lại một lần nữa. Đột nhiên Jessie lại xuất hiện bên giường cô một lần nữa và hỏi những câu y chang hồi nãy. Và Jessie lại nhắc cô uống lại ly nước cam hồi nãy cô đã uống. Sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Cô dần hiểu ra, mỗi lần cô xoay ngược chiếc đồng hồ cát lại đồng nghĩa cô sẽ có thể trở về quá khứ cách đó 5 phút. Cô thật lòng biết ơn thần linh rất nhiều. Khi biết được công dụng và cách sử dụng đồng hồ cát thần kỳ này, cô trêu chọc mắng chửi giáo viên của mình hết lần này tới lần khác, nói xấu chửi rủa con của bà chẳng ra gì. Và với Miel, cô liên tục chọc ghẹo Miel như đổ nước lên đầu, đẫm vào váy, khiến Miel khóc thét. Nhưng khi đã đùa giỡn xong cô lại lật ngược chiếc đồng hồ cát lại và tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần cô sử dụng chiếc đồng hồ cát xong thì cơ thể cô vô cùng mệt mỏi. Cô không biết cái năng lực này có gây hại gì đến cô hay không nhưng cô không quan tâm miễn nó vui là được. Khoảng 2 tuần sau Aria nhận được thư hồi âm của Oscar. Cô vô cùng vui mừng, cô vội vàng đọc thư với tâm thế hồi hộp. Gửi tiểu thư Aria Rosen thân mến, tôi đã nhận món quà đáng lễ quý giá của tiểu thư, tôi có chuyện muốn gặp trực tiếp để nói với tiểu thư. Tôi sẽ rất cảm kích nếu tiểu thư đồng ý và sẽ cho tôi ngày giờ mà tôi có thể đến gặp người. Tái bút Oscar Frederick. Aria vô cùng vui vẻ nhanh chóng viết thư phản hồi lại cho Oscar. Aria nhanh chóng hoàn thành lá thư và ra lệnh cho Jessie mau chóng chuyển bức thư đi. Nhờ ngươi chuyển nhanh bức thư hết mức có thể nhé. Nhìn gương mặt tươi cười của Aria và lá thư trong tay, Jessie tự nhiên có cảm giác bất an đến kỳ lạ. Ở kiếp trước, Aria có được sự chú ý của giới thượng lưu là nhờ vào gương mặt đẹp nên có rất nhiều người xoay xung quanh cô và ghen tị với cô. Nhưng sau lưng cô mọi người xem thường bởi vì cô là một kẻ ngu ngốc, một bình hoa di động không hơn không kém. Để mọi thứ không lặp lại ở kiếp này, cô dành phần lớn thời gian của mình vào việc nghiên cứu kinh tế, lịch sử và xã hội. Với mục tiêu trở thành một doanh nhân thành đạt, ngọn lửa bùng cháy rạo rực trong người cô, giấc mơ cao trào, cháy bỏng là thế nhưng mọi thứ đều được đánh thức bởi tiếng gọi của Jessie. Dạ thưa tiểu thư, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng thần có điều muốn hỏi. Cô nói đi Jessie. Dạ thưa tiểu thư, sắp tới sẽ là sinh nhật của tiểu thư, người muốn làm sinh nhật như thế nào ạ? Hình ảnh sinh nhật năm ngoái hiện lên trong đầu Aria. Bùm! Wow, đẹp quá! Cô xấu hổ khi nghĩ lại ký ức đó. Aria vội đề nghị rằng năm nay không cần làm như thế đâu, chỉ cần mời các ái nữ quý tộc khác cùng nhau ăn một bữa tiệc yên tĩnh là được, món ăn thì chọn theo sở thích của các cô ấy cho ta. Không còn gì nữa thì người hãy ra ngoài đi. Vào một buổi học mới cùng cô Sarah. Aria rất vui vì lâu rồi không gặp cô ấy, cô chạy tới mà ôm cô Sarah. Ôi Aria à, ta đã dạy con sai nghi thức chào hỏi rồi sao? Dạ không đâu cô, con chỉ là vui quá mà thôi. Vậy chúng ta hành lễ lại nhé Aria. Dạ vâng ạ. Nếu như ngày trước cảm xúc cô dành cho cô Sarah chỉ là diễn xuất, thì bây giờ mọi thứ đã thật. Aria cảm nhận được sự quan tâm và sự chân thành đến từ cô Sarah, cô chính là người hậu thuẫn vững chắc nhất của Aria. Khi đã ổn định chỗ ngồi rồi thì cô Sarah hỏi Aria. Phải rồi Aria, sắp tới sinh nhật con muốn được tặng quà gì nào? Aria vui vẻ đáp rằng con chỉ muốn có một chiếc khăn tay do cô Sarah thêu ạ. Và con cũng muốn chiếc là cô sẽ thêu một cái cho cô giống như chiếc khăn của con vậy. Bởi vì con sẽ cảm thấy vui nếu chúng ta có vật gì đó giống nhau đấy ạ. Con không biết làm như vậy có kỳ không, nhưng con thật sự thích như vậy ạ. Aria e thẹn khi nói chuyện này. Cô Sarah đã hoàn toàn xao xuyết trước Aria. Cô nắm tay Aria và hứa với cô bé rằng cô sẽ làm với tất cả tình yêu dành và nhiệt huyết dành cho Aria. Chớp mắt một cái sinh nhật Aria cuối cùng cũng tới. Tiểu thư Aria chúc mừng sinh nhật cô, sinh nhật vui vẻ tiểu thư Aria. Các tiểu thư vô cùng vui vẻ chúc mừng sinh nhật cô, nhưng cô lại cảm giác vô cùng mệt mỏi. Sắc mặt của người không khỏe sao, Aria? À không tôi ổn, chỉ là tôi quá mong chờ ngày này nên tôi đã không ngủ được. Nhưng thật chất cô buồn vì mãi không thấy Oscar đến. Cũng may là có dàn nhạc giao hưởng mà Jessie đòi cô mời cho bằng được. Tới tiết mục mở quà, ai nấy đều vô cùng hứng khởi. Wow, mọi thứ thật là dễ thương, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cô Sarah lên tiếng tặng quà sinh nhật cho Aria. Đây là món quà cô đã chuẩn bị riêng cho em đấy, hy vọng em sẽ thích nó. Chiếc khăn thêu tay và đôi găng tay sáng chói khiến mọi người xung quanh ai nấy đều choáng ngợp. Đặc biệt là Aria, cô thật sự đã cảm động trước tấm lòng của cô Sarah. Cô Sarah, tôi thực sự đã không chọn lầm cô, tôi thực sự rất yêu quý cô rất nhiều. Sau tiết mục khui quà, ai nấy đều khen hôm nay trang phục cũng Aria thật đẹp. Sẵn tiện nên cô cũng khoe luôn. Quá khen, đây là những món quà cha tôi đã tặng nhân dịp sinh nhật. Nhưng mà trong tất cả món quà được nhận, tôi lại thích nhất con gấu bông này đây. Wow, con gấu bông vô cùng xinh đẹp với 3 viên kim cương, khiến nó trở nên thật quý giá. Nhìn mấy hạt kim cương lấp lánh này thật dễ thương đúng không? Cha tôi thật có mắt thẩm mỹ đúng chứ? Ai nấy đều kinh ngạc trước kích thước của viên kim cương. Mọi thứ đang diễn ra vui vẻ thì Miel đột nhiên xuất hiện. Em tìm chị nãy giờ đấy, chị Aria. Sao chị lại không mời em? Em thật sự rất buồn vì không được mời đó. Aria có hơi bất ngờ nhưng cô đã giải thích rằng chẳng phải mấy hôm nay em không khỏe sao, em toàn nghỉ ngơi trên phòng nên chị đã không mời em. Ôi trời, lâu lâu em vẫn xuống nhà mà. Em đã nghĩ chị không muốn mời em đấy. Miel sai người hầu của mình tặng hoa cho Aria. Chúc mừng sinh nhật chị Aria, em nghĩ chị thích hoa nên em đã tặng chị đó ạ. Sau khi Miel rời đi, Aria đã vô cùng khó chịu. Cô suy nghĩ mình có nên đi lên phòng và lấy đồng hồ cát không, nhưng không. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cười nói với các tiểu thư. Thật may vì hôm nay Miel đã khỏe trở lại. Tôi đã nghĩ con bé đã cảm thấy cô đơn khi cha và anh trai đều không có nhà. Mà tôi với mẹ lại không thân thiết với con bé, tôi thật sự đã rất buồn. Không sao đâu tiểu thư Aria, đấy không phải lỗi của người đâu. Cảm ơn các cô vì đã an ủi tôi nhé. Buổi tiệc kết thúc. Aria lặng lẽ bước lên phòng, cô đốt đóa hoa khi nãy Miel đã tặng mình. Thì đột nhiên Jessie chạy vào thông báo với cô rằng Oscar đã đến. Cô hoảng hốt kêu Jessie hãy chuẩn bị thay đồ cho cô. Phía bên này Miel cũng biết được rằng Oscar đang ở nhà mình, cô đi đến chào Oscar. Chào anh Oscar, điều gì đã mang anh đến đây ạ? Em có thể trò chuyện với anh được không? Đương nhiên rồi Miel. Miel hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của Oscar. Trông anh có vẻ gầy đi đó ạ. À, tại dạo này anh khá bận rộn với việc học. Miel hỏi tiếp. Thế tại sao hôm nay anh lại đến đây, còn đến vào ngày trong tuần nữa? Hôm nay anh có chút việc phải làm. Vậy là hôm nay là anh cũng đến cự tiệc sinh nhật của chị Aria đúng không? Em đang buồn vì không được chị ấy mời. Chị ấy nói rằng thấy em không khỏe nên không mời, nhưng dù vậy em cũng cảm thấy rất buồn. Miel ngỏ ý muốn mời sinh nhật anh. Nếu anh không phiền em có thể mời anh dự tiệc sinh nhật của em chứ? Trong lòng Oscar thầm nghĩ dù sao Miel cũng sẽ là người kết hôn cùng mình trong tương lai, mình không thể cứ mãi tránh né được. Mấy năm trước, năm nào Oscar viện cớ bận nên đều không đến dự sinh nhật của cô, chỉ nhờ anh của cô gửi quà. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ dành chút thời gian đến dự. Aria lúc này đang đứng ngoài cửa và cô cũng nghe được câu chuyện. Miel vừa lúc bước ra ngoài cũng trông thấy cô mà nở nụ cười xảo quyệt. Chào anh Oscar, anh khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe, cô thì sao? Tôi cũng khỏe. Cô vén mái tóc và hỏi anh rằng chiếc cài tóc này trông có hợp với cô không? Nụ cười và gương mặt xinh đẹp của Aria làm cho Oscar xao xuyến một lần nữa. Aria lên tiếng hỏi anh, hình như anh không thích chiếc ghim cài áo em đã tặng anh đúng không? Anh vội vàng phủ nhận và nói rằng thích nó. Đúng là ban đầu Oscar đến đây với mục đích là trả lại chiếc ghim cài áo mà Aria đã tặng. Nhưng sau khi gặp Aria, đầu óc anh trở nên mụ mị. Cô hỏi anh có mang theo chiếc ghim cài áo không, bởi cô muốn cài nó lên áo cho anh. Mặt anh đã đỏ lại càng thêm đỏ khi thấy Aria kề sát người mình. Anh lên tiếng cảm ơn cô và tặng cô một đóa hoa. Tôi xin lỗi vì không biết hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, nếu cô không ngại hãy nhận đóa hoa này nhé. Cảm ơn ngài, đóa hoa đẹp quá. Nếu như anh vẫn ngại, thì anh có thể trở thành bạn viết thư của tôi không? Aria tấn công cảm xúc của Oscar, khiến anh vô cùng khó xử. Mình phải từ chối cô ấy thôi, mình không thể có một mối quan hệ thân thiết với chị của vợ tương lai được. Trong thâm tâm anh đã nghĩ phải làm thế, nhưng khi đối diện với Aria anh đã không làm được. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Aria khiến anh siêu lòng. Tôi sẽ viết thư cho tiểu thư. Bạn bè thì viết thư cho nhau thì cũng không có gì sai. Anh tự nói với bản thân nếu lâu lâu viết một lần thì sẽ không sao đâu. Sáng hôm sau Aria mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Jessie đẩy xe phục vụ bữa trưa vào phòng cho Aria. Tiểu thư người đã dậy chưa ạ? Thần có thể phục vụ bữa trưa không ạ? Ngươi mang vào đi. Jessie nói rằng dạo gần đây thần thấy sức khỏe của người không được tốt. Người chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Hay là chúng ta gọi bác sĩ đi? Aria nói rằng cô không sao. Jessie cứ cứng đầu khăng khăng nên gọi bác sĩ khiến Aria có chút bực mình. Nhưng mà cô ấy cũng đã nhanh nhẹn và thông minh hơn trước, khiến Aria cũng dần mũi lòng và xem cô ấy là người thân tín của mình. Aria tiến lại sau lưng Jessie và nói rằng mình rất thích cô khiến cho Jessie vô cùng bất ngờ. Cô lấy ra chiếc cài áo hôm trước mình đã đặt làm ở tiệm đá quý và cài lên áo Jessie và nói rằng đây là phần thưởng xứng đáng dành cho cô. Ngay sau khi Aria phái Jessie đi đến cửa hàng trang đá quý lần trước để đặt làm cho một chiếc đồng hồ bấm 5 phút, thì cô Sarah đến. Cô vội vàng mặc quần áo mà không có sự hỗ trợ của hầu cận nên đầu tóc có chút hơi rối. Ôi trời Aria, con làm gì mà đổ nhiều mồ hôi thế? Dạ không có gì đâu thưa cô. Vì Jessie không có nhà nên Aria đã chỉ điểm một hầu nữ đứng gần đó để lên phục vụ cho mình. Aria biết người hầu nữ mình vừa chọn chính là hầu nữ của Miel. Cô lên kế hoạch là sẽ khai thác thông tin về hầu nữ có tàn nhan đi cạnh Miel là ai. Cô canh thời gian ở chiếc đồng hồ cạnh đó mà hỏi cô hầu nữ. Ta muốn biết thông tin về người hầu nữ có tàn nhan, ngươi có biết cô ta tên gì, bao nhiêu tuổi không? Dạ thưa tiểu thư, cô ấy tên Annie, 15 tuổi, là người hầu trẻ nhất ở đây thưa tiểu thư. Cô ấy đã làm việc ở đây được 5 năm rồi ạ. Được rồi, ngươi có thể đem chiếc đồng hồ đó lại cho ta không? Aria đảo ngược chiếc đồng hồ lại, thời gian lại tua về 5 phút trước. Cô kêu người hầu nữ hãy mang cô hầu nữ trẻ tuổi nhất đến phục vụ ta. Khi cô hầu nữ ấy đến cô ta cứ run cầm cập làm cho Aria chú ý. Này cô đã đứng đó run một lúc rồi đấy, cô thấy lạnh sao? Cô ta hoảng hốt nói rằng mình không sao. Aria mặc kệ cô ta và bắt đầu buổi học của mình. Cô giáo ơi, hôm nay chúng ta học cái gì đó mới đi, vậy hôm nay chúng ta sẽ luyện tập khiêu vũ nhé. Cô hầu nữ lúc đầu có vẻ chán nản nhưng lúc sau, khi thấy những bước nhảy của giới quý tộc làm cho cô ta có vẻ ngây ngẩn người ra. Cô ngắm nhìn Aria trong từng điệu nhảy đến chảy cả nước bọt. Người không nên đẩy người về phía trước như vậy, người phải tập trung vào việc giữ thăng bằng cho mình và cả bạn nhảy. Đúng rồi, người làm tốt lắm. Cô hầu nữ đang ngắm nhìn say đắm thì hầu nữ Jessie đã trở về. Thần đã về thưa tiểu thư, Jessie thở gấp. Thấy vậy Aria đưa ly nước cho Jessie và bảo cô uống đi. Này cô uống nước đi, Sắc mặt cô tệ lắm. Jessie đã về nên Aria kêu hầu nữ Annie cô có thể trở về rồi. Cô hầu nữ ấy đi rồi Aria cũng không cần giữ hình tượng nữa, nhưng chắc nhiêu đó cũng đủ làm cho cô ta ấn tượng rồi nhỉ. Và bữa ăn Miel lên tiếng muốn tặng cho Aria một hầu nữ để dễ theo dõi Aria. Dĩ nhiên là Aria hiểu ra ý đồ của Miel, nhưng chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của cô. Ôi chị cảm ơn em nhé Miel, nhưng mà cái cô hầu Annie này thật sự khiến cho Aria bực bội. Cô ta cứ nhìn Aria chằm chằm không rời mắt. Aria kêu hầu nữ Annie hãy mang cho cô một tách trà. Chứng kiến kỹ năng làm việc và mức độ nhanh nhẹn của Annie làm cho cô có chút ngạc nhiên. Đột nhiên cô nhận ra một mùi hương. À thì ra là vậy. Cô kéo gương mặt của Annie lại trước mặt mình khiến cô có chút hoảng sợ. Aria dẫn cô lại bàn trang điểm của mình và bắt đầu trang điểm cho cô ấy. Da dẻ cô cũng mịn nhỉ, chỉ cần che tàn nhang này lại là xong. Cô thấy thế nào? Annie ngỡ ngàng. Aria nói thêm, nếu cô thích cô có thể giữ hộp phấn này. Bởi lúc cô ta cúi người xuống phục vụ cho Aria, cô đã phát hiện được cô hầu nữ thường xuyên lén sử dụng mỹ phẩm của Miel. Tôi cho cô thêm cái kẹt tóc nữa, đây là một món quà nhỏ để chúc mừng ngươi trở thành nữ hầu chính thức của ta. Annie có vẻ hơi bối rối với cách hành xử của Aria, nhưng bởi vì còn trẻ nên lòng tham của cô hầu nữ đã thể hiện rõ lên trên mặt. Aria nói thêm, tôi sẽ tặng cho cô cái cài áo bằng vàng giống Jessie, Aria nghiêm mặt nói, nếu như cô làm cho tôi đủ tin tưởng. Annie khi thấy được vẻ mặt này của Aria khiến cô có phần sợ hãi. Aria quay mặt lại nói với Annie, nếu ngươi đã được ăn mặc đẹp và trang điểm rồi thì hãy lại tập luyện nghi thức trà với ta. Lúc mới đầu cô hầu Annie cũng còn hơi lúng túng, nhưng nhờ sự khích lệ tinh thần của Aria làm cô thấy tốt hơn. Aria hướng dẫn cô từng chút một, làm cho cô hầu nữ mất phòng vệ với cô và mục đích cho những việc chính này là để lôi kéo cô hầu nữ về phe của mình. Bởi nhìn cô ta Aria thấy được sự thích thú khi cô ta trải nghiệm những thứ của giới quý tộc. Thấy thời cơ đã gần chín mùi Aria bắt đầu thao túng tâm lý Annie. Cô đã bao giờ từng nghĩ bản thân mình có thể trở thành một quý tộc chưa Annie? Thì thầm bên tai cô, Aria nói nhỏ, như mẹ tôi đã làm chẳng hạn. Ánh mắt của Annie cụp xuống, có chút dao động. Cô vội xin phép ra ngoài để phục vụ Aria trà bánh mới. Aria nằm trên giường mà suy nghĩ. Đúng là không thể thành công ngay lần đầu được. Chẳng mấy chốc đã tới sinh nhật của Miel, mọi người đều tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc. Aria lúc này đang ngồi thưởng thức trà mà trong lòng có chút ghen tị. Những món quà loè loẹt với hình dạng, kích thước, đây là một hình ảnh cô chưa từng thấy. Đây đúng không phải là một cảnh tượng dành cho mình nhỉ? Mà tên Oscar ấy cũng chẳng thấy phản hồi thư thật khiến mình tức điên lên mà. Tiếng ngựa hí lên ngoài dinh thư, ngài bá tước đã về, ông ta về để dự sinh nhật cho con gái yêu của mình. Nhìn cha con họ thân thiết mà trong lòng cô càng dâng lên ý nghĩ trả thù. Cứ cười đi, ngày mà ta kết thúc món nợ với các ngươi sắp kết thúc rồi, cái chết của mẹ ta và cái chết của ta. Ta sẽ cho mọi người thấy cái bản chất thối tha của chúng mày. Ta chắc chắn sẽ mang đến sự diệt vong cho gia tộc Rosen. Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì Aria bị đánh thức bởi giọng nói lạ. Xin chào. Thật vinh hạnh khi được tiểu thư Miel đón tiếp, tên tôi là Ren Pino, hãy gọi tôi là Pino. Cô ngẩn ngơ, vì đây hoàn toàn là một người xa lạ chưa từng xuất hiện trong kiếp trước của cô, phải chăng mọi thứ đang thay đổi sao? Đây là quà sinh nhật của tiểu thư Miel, chủ nhân của tôi đã chuẩn bị cho người không phải tôi đâu, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Anh ta nháy mắt với Miel, em đúng là xinh đẹp như lời đồn. Aria đang tự hỏi tại sao có một gia tộc giàu có vậy mà mình không biết nhỉ? Bỗng nhiên cô quay sang nhìn Miel, hừm bộ váy Miel mặc hôm nay sao trông quen thế nhỉ? Mình nhớ rồi nó giống với món quà Oscar đã tặng mình, anh ta tặng đồ cho vị hôn phu và chị cô ấy cùng một bộ sao. Aria bước tới chào cha mình, chào mừng cha đã về ạ. Bá tước giới thiệu Aria với anh chàng hồi nãy đây cũng là con gái ta, Aria chào anh, xin chào, tôi là Aria Rosen. Không ngoài suy nghĩ của Aria, anh ta đỏ mặt khi nhìn thấy sự xinh đẹp của cô. Đang tự đắc thì anh ta đột nhiên ngó lơ cô quay sang tặng quà cho Miel tiếp, khiến cho cô không thể tin được vì chưa từng có ai ngó lơ cô như thế. Bực bội trong người Aria bỏ đi vào nhà thì được bá tước gọi lại. Aria đây là quà cho con hãy nhận lấy đi. Trong ký ức đây là món quà ông ta đã tặng cho Miel, điều đó cho thấy Aria vẫn đi đúng hướng. Cô chạy nhanh lên phòng và ra lệnh cho Jessie, hãy chuẩn bị thay đồ cho tôi, hôm nay tôi sẽ mặc bộ váy mà Oscar đã tặng. Bước vào buổi tiệc, những lời bàn tán, xôn xao xì xào khi Aria xuất hiện. Miel, chúc mừng sinh nhật. Những lời bàn tán ngày một lớn hơn, cô ta là đứa con của gái mại dâm đấy, cô ta còn nổi tiếng là người thích gây náo loạn nữa. Mặc kệ những lời nói đó, cô vẫn cố gắng đưa bó hoa cho Miel. Lúc này Miel mới nhìn rõ bộ váy mà Aria đang mặc. Aria tự tin khoe với Miel, đây là bộ váy mà ngài Oscar đã tặng chị, ban nãy chị có thấy váy của em chị cũng nhận ra là chúng giống nhau. Ngài Oscar chắc hẳn nghĩ chúng ta là chị em nên đã tặng giống nhau đấy. Miel lúc này đã vô cùng xấu hổ vì cô đã nói với tất cả mọi người cô đã được Oscar tặng váy cho ngày sinh nhật. Đi xuyên qua những đám người nói xấu mình, Aria tiến đến bàn tiệc. Cô thưởng thức bánh và trà vô cùng tinh tế khiến cho những người khi nãy phải có ánh nhìn khác về cô. Khi đã đạt được mục đích, Aria đứng lên tính bỏ về thì bắt gặp ánh mắt Miel nhìn mình vô cùng long lanh. Cô hơi giật mình thì ngay đằng sau cô anh Ken xuất hiện làm cô hiểu ra vấn đề. Miel chạy tới và gọi tên Oscar làm cho Aria phải quay người lại nhìn. Trong trí nhớ của cô, Oscar chưa từng đến dự sinh nhật của Miel, nhưng tại sao bây giờ anh ta lại xuất hiện ở đây? Mãi chìm trong suy nghĩ của mình, cô không biết ở đằng kia anh Ken đang nhìn cô đến ngơ ngác. Khi nhận ra cô đã cười lại khiến cho cả anh Ken và Oscar đứng nhìn cô không rời mắt. Ngay giây phút ấy cô đã hiểu lý do tại sao Oscar lại xuất hiện ở buổi sinh nhật hôm nay. Ken và Oscar thực sự đã đắm chìm trong suy nghĩ về cô, hai người cứ thế mà nhìn cô không thể rời mắt. Nội tâm của Oscar cứ như đang đánh nhau vì anh không thể nào ngừng nghỉ về cô. Để đánh thức suy nghĩ của họ, cô chủ động lên tiếng chào hỏi, chào anh Ken, chào ngài Oscar. Lúc này Oscar mới lên tiếng xin lỗi cô, thật xin lỗi cho hành động khiếm nhã của tôi, thật tốt vì có thể gặp lại cô, à không sao đâu, còn anh Ken thì phải quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ. Cô nhìn bọn họ mà không thể tin là kiếp trước mình bị lừa bởi những con người này. Nhưng để diễn tròn vở kịch này, Aria vừa như mình đang làm ảnh hưởng bọn họ. Ôi trời, tôi thật sự xin lỗi. Chắc tôi đã làm mọi người cảm thấy không thoải mái. Cô xin lỗi và vội vã chạy đi. Khi thấy cô chạy đi, Oscar có chút hụt hẫng. Một lát sau Oscar đã đi lên phòng tìm Aria. Anh bước vào và muốn nói chuyện với cô với giọng nói ấp úng. Tôi có thể làm phiền cô một chút được không? Cô mỉm cười với anh. Dĩ nhiên rồi thưa ngài. Khi nhìn thấy gương mặt đỏ và vẻ phờ phạt của anh, Aria đã biết anh ta đã suy nghĩ rất nhiều về mình. Trong tâm trí Oscar lúc này đang rất hoảng loạn, anh biết người anh cần quan tâm là Miel và anh cũng đang cố gắng để bản thân mình không nghĩ về Aria. Anh lấy ra bức thư đưa cho Aria vì lần trước anh hứa là sẽ trở thành bạn viết thư với cô. Đây là thư hồi âm của tôi, hôm nay tôi đã đem theo nó vì tôi nghĩ sẽ gặp cô. Aria rất vui vì lúc này mọi chuyện đã đang dần đúng với kế hoạch. Cô lên tiếng hỏi với anh về buổi tiệc ngày hôm nay. Hai người trò chuyện một lúc lâu thì Aria hỏi anh có muốn ở lại dùng bữa tối với gia đình cô không. Lúc đầu Oscar chỉ tính đến dự tiệc rồi về vì ngày mai còn phải trở về học viện. Nhưng đối diện anh là Aria thì anh vô thức đồng ý. Ó, tôi sẽ ở lại. Trong bữa ăn Pino cứ liên tục khen ngợi Miel. Cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ. Aria thầm nghĩ hình như anh ta đang có gắn ghép Miel cho chủ nhân của mình. Ánh mắt của Aria đang vô định thì bỗng nhiên cô chạm mắt với Oscar. Cô lại diễn trò đau khổ khiến cho Oscar vô cùng thương xót. Nhưng ai biết được cô như sắp phụt cười. Nãy giờ Ken đã ngồi bên quan sát hai người bọn họ. Lúc này Miel lên tiếng cảm ơn Oscar. Em đã rất vui vì ngài đã đến dự và tặng cho em một món quà tuyệt vời. Cô sờ tay lên chiếc vòng cổ và nói rằng anh rất hiểu cô ấy nhưng anh chỉ ậm ừ cho có. Không có gì đâu, thật tốt là em thích nó. Miel chuyển chủ đề. Cô lấy chiếc khăn tay mình đã thêu để tặng cho cha mình. Cha có thích nó không ạ? Con đã làm lúc cha đi vắng đó, những mũi thêu của con chưa đẹp lắm nên mong cha đừng chê nhé. Không đâu Miel, nó rất đẹp đấy. Miel kêu người hầu của mình hãy tặng cho mỗi người một chiếc khăn tay nhưng đến Aria cô lại bảo là hết rồi. Ấy chết, em đã chuẩn bị không đầy đủ rồi, mong chị hãy thông cảm cho em nhé. Nhìn sơ thì Aria biết cô ta bày trò, mấy trò trẻ con này thì đâu thể nào làm khó Aria được. Cô liền nói rằng chúng ta là một gia đình sống chung dưới một mái nhà mà em có thể tặng chị bất cứ lúc nào. Nói thế thôi chứ làm gì có cái khăn nào. Quả nhiên kỹ năng thêu đó không phải của cô ta. Chắc chắn cô ta đã làm cách gì đó để có được những chiếc khăn tay đó. Mình phải tìm hiểu thôi. Aria cho gọi hầu nữ Annie. Cô dùng sự nhẹ nhàng của bản thân mà đối đãi với Annie. Và chia sẻ rằng mình muốn dẫn Annie theo dự tiệc ở buổi trưởng thành của cô Sarah khiến cho một người tham lam như Annie gỡ bỏ phòng bị. Và cuối cùng là hỏi dò lý do tại sao Miel có thể giỏi lên như thế thì Annie cũng trả lời rằng là do một giáo viên đã thêu nền rồi nên cô ấy chỉ việc thêu rè lên một xíu nữa là được. Aria vô cùng hài lòng với câu trả lời của Annie và tặng cho cô ấy một cái cài áo bằng vàng. Ngay giây phút thấy chiếc cài áo quý giá đã thuộc về mình, Annie đã xin hứa sẽ phục vụ cho Aria. Mấy ngày sau Pino lại đến và mang quà cho tiểu thư Miel. Mẹ của Aria tiếp đón và mời anh ta ở lại dùng cơm vì cậu đã đến ngay giờ ăn. Trên bàn ăn, Aria bất ngờ vì anh ta lại đến. Trong lòng cô thầm nghĩ bộ gia tộc này muốn đối đầu với gia tộc Frederick hay sao, và điều gì đã khiến quá khứ thay đổi nhiều đến như vậy. Nữ bá tước Rosen muốn hỏi cậu về chủ nhân nhưng cậu ta cứ liên tục từ chối, chỉ đáp rằng ngài ấy là một người tốt, tôi chân thành xin lỗi vì không thể tiết lộ. Pino nói chủ nhân của anh là một người thừa kế của gia tộc xuất chúng, ngài ấy rất thích Miel bởi cô ấy rất thông minh. Nữ bá tước lên tiếng, nếu vậy chẳng hẳn ngài ấy đã từng gặp Miel rồi nhỉ? Miel lên tiếng phủ nhận bản thân mình chưa từng gặp người đó. Lúc này Aria đang ngồi ăn mà cũng nghe ngóng tình hình, một người thừa kế sao, hôm nay mình lại không đem đồng hồ cát đi nên không thể dò hỏi được. Cô giành lên tiếng dò trực tiếp, nếu vậy anh ta hẳn là một người có sức ảnh hưởng ở nước láng giềng nhỉ. Pino có phần hơi chột dạ, anh hỏi cô tại sao lại nói thế. Cô bắt đầu trình bày suy nghĩ của mình, thứ nhất tôi không thể nghĩ ra được bất kỳ ai có thể giàu như ngài ấy ở đế quốc này và kẻ ngài ấy không phải là một hầu tước. Thứ hai, không có một gia tộc nào trong đế quốc này không biết đến hôn sự của Miel và Oscar. Tổng hợp những ý trên tôi cho rằng đây là một gia tộc không thuộc đế quốc có tầm ảnh hưởng ở nước láng giềng, hoặc người có thể đối đầu với gia tộc công tước chỉ có thể là Thái tử Điện Hạ thôi. Pino không phủ nhận những suy nghĩ đó của Aria, chỉ là không thừa nhận, anh chỉ nói rằng Aria sẽ biết khi ngài ấy đến gặp Miel, vậy nên cô hãy chờ một khoảng thời gian nữa nhé. Aria nghe thế đành từ bỏ việc tìm hiểu. Sáng hôm sau, chào buổi sáng tiểu thư. Hình như mắt người đang sưng lên thì phải, tối qua ta ngủ không được, mang nước đến rửa mặt cho ta. Lý do Aria không ngủ được là do tối hôm qua là lễ trưởng thành của Sarah, cô hồi hộp không biết cô ấy có gặp được ngài hầu tước không. Jessie lau mặt cho Aria và chuẩn bị trang phục cho cô, Annie bước đến và hỏi Aria rằng thần ăn mặc thế này thiệu có ổn không. Aria khích lệ Annie và khen cô ấy đẹp lắm. Một lúc sau Aria và Annie đã xuất hiện ở buổi gặp mặt. Ai nấy đều xúm lại khen cô đã cao hơn và đẹp hơn rất nhiều. Aria chỉ trả lời do dạo gần đây tôi cảm thấy rất vui nên đã ăn uống rất vui miệng. Cô hỏi là buổi tiệc trưởng thành của cô Sarah có gì vui không thì ai nấy đều nhóm nháo lên với đôi mắt long lanh. Bọn họ nhanh chóng ngồi xuống thì bỗng một lát sau cô Sarah đã xuất hiện với bó hoa đang cầm trên tay. Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Vừa ngồi xuống mọi người đã thúc giục cô kể chuyện. Khi tôi vừa chuẩn bị ra khỏi nhà thì người hầu của ngài hầu tước tới. Nghe tới đây ai cũng nhốn nháo hết cả lên và đòi cô kể toàn bộ câu chuyện. Cô Sarah kể rằng hồi tối hôm qua khi cô đánh rơi chiếc khăn tay thì ngài hầu tước Vincent đã nhặt chiếc khăn nó lên trước. Sau đó ngài ấy hỏi tôi rằng ngài ấy có thể giữ lại chiếc khăn không và sau đó tôi đã tặng nó cho ngài ấy. Các cô tiểu thư rất hào hứng với câu chuyện của cô Sarah. Cô nói rằng hôm nay ngài ấy đã tặng tôi một chiếc vòng cổ và một đóa hoa. Và lần tiếp theo ngài ấy đã viết cho tôi một bức thư hỏi rằng tôi có thể đi dạo quanh hồ nước với ngài ấy không, cô ấy kể với ánh mắt long lanh. Đột nhiên Aria lên tiếng hỏi cô Sarah rằng, cô Sarah cô cảm thấy sao, cô có thích ngài hầu tước không, cô Sarah có chút bất ngờ. Không đợi cô Sarah lên tiếng Aria nói tiếp, mặc dù con không biết ngài ấy là người như thế nào nhưng con nghĩ ngài ấy là một người tốt. Và một điều quan trọng hơn là con mong muốn cô sẽ ở bên người có thể làm cô hạnh phúc. Nghe những lời chia sẻ của Aria khiến cô vô cùng cảm động, cô cảm ơn Aria và sẽ suy nghĩ về chuyện đó kỹ hơn. Ở sau lưng Aria lúc này, tâm trí và ánh mắt của cô hầu nữ Annie dường như đã bừng sáng, cô nổi lên ý nghĩ mãnh liệt muốn trở thành quý tộc sau khi nghe cô Sarah chia sẻ câu chuyện. Aria lặng lẽ liếc nhìn ra sau, thấy được vẻ mặt đó của Annie là cô biết kế hoạch của mình đã thành công rồi. Sau buổi tiệc gặp mặt Aria và cô Sarah đã ở lại và trò chuyện với nhau. Aria bày cho cô Sarah chinh phục trái tim của ngài Vincent. Cô hãy nắm tay ngài ấy trong lúc đi dạo quanh hồ và sau đó hãy nói là tôi muốn chia sẻ hơi ấm này với ngài. Sau cùng hãy tặng cho ngài ấy một đôi găng tay thêu tay và rồi ngài ấy sẽ nhớ mãi về cô. Cô Sarah vô cùng ngại ngùng nhưng cũng vô cùng phấn khích trước những hướng dẫn của cô. Cô Sarah hỏi tại sao Aria lại có nhiều kinh nghiệm như vậy thì cô đáp, vì ngày xưa cô là một thường dân mà một thường dân lại rất thích những câu chuyện thế này. Hai cô trò cứ thế trò chuyện mà quên cả giờ về. Đã đến lúc thần phải về rồi, hẹn gặp lại tiểu thư. Aria tiễn cô Sarah ra cổng thì nhìn thấy một cỗ xe ngựa lạ, hừ lại là hắn sao, Pino tiến lại chào Aria và hỏi tiểu thư Miel có nhà không thì bị Aria phớt lờ đi. Cô chỉ trả lời qua loa là nhà ta hiện tại không có ngài bá tước ở nhà, với cả tôi không nghĩ anh nên đến đây thường xuyên đâu. Nếu để người khác biết vị tiểu thư đã có hôn ước lại nói chuyện với một người con trai khác có vẻ không hay nên mong anh về cho. Thấy Aria thể hiện sự khó chịu trên gương mặt cô Sarah nắm tay Aria và đề nghị nếu vậy chúng tôi có thể tham gia cùng với hai người không. Cô Sarah và quay sang nói với Aria rằng sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể ngồi với nhau thêm chút nữa nhỉ. Pino lúc này cũng lấy ra một đóa hoa tulip và tặng nó cho Aria. Pino nói đây là loài hoa mà chủ nhân anh ta rất thích. Aria đã hỏi anh hoa này được mua ở đâu, anh ta chỉ nói là mua gần dinh thự của anh ta. Aria dường như đã đoán ra gì đó, hình như chủ nhân của anh là người của đế quốc này nhỉ. Câu nói của Aria khiến cho anh bắt đầu cảm thấy dao động như có chuyện gì đó sắp bại lộ. Trong lúc chờ đợi Miel, ba người đã cùng nhau thưởng thức trà. Lúc này trong đầu Aria lại lóe lên một suy nghĩ, có khi nào anh ta phụng sự cho thái tử không? Nhưng thái tử đã có đính hôn với con gái của công tước Frederick. Và Oscar Miel thì cũng đã dính hôn với nhau. Những cuộc đính hôn này đều củng cố sức mạnh của hai gia tộc và cả hoàng tộc. Nếu thái tử cướp Miel thì gia tộc Frederick sẽ không để yên. Mình phải sử dụng đồng hồ cát thôi. Aria bắt đầu hỏi dò, anh có nói chủ nhân của anh đã tận mắt trí tuệ sắc bén của Miel rồi phải không? Anh ta thừa nhận ngài ấy nói rằng khả năng phân tích và thu thập thông tin Miel rất tốt và cô ấy đã phân tích đúng xu hướng thời trang mới được bắt nguồn từ công chúa. Khi nghe đến đây Aria dường như chết lặng, cô hồi tưởng lại lúc cô cho ông ta ý tưởng và rồi ông ta lấy nó để làm giàu, lấy mọi công lao của mình để dành cho con gái ruột của ông ta. Cuối cùng là bố thí cho mình một vài miếng thịt coi như phần thưởng, ông ta xem mình như một con chó không hơn không kém. Cô tức đến mức không thở nổi, cô thật sự thấy mình đã sai rồi. Khi Pino nói rằng Miel trông không giống như lời đồn ấy thì Aria đã trả lời vô cùng đanh thép rằng con nhỏ tiểu thư ngu xuẩn đó thì nghĩ được gì, ngồi yên đó và cướp hết tất cả lời khen mà người khác cực khổ làm ra. Sau bao nhiêu mưu kế đó tôi nhận lại được gì hả? Cuối cùng thì tôi cũng chẳng nhận được gì bởi cái xuất thân của mình thôi sao? Cô hét lên đầy tức giận, cô dùng hết bình sinh của mình để trút hết nỗi lòng và lật chiếc đồng hồ cát lại. Mọi thứ đã trở lại như lúc ban đầu. Miel từ từ bước vào, chào anh Ren, em đã mất khá lâu để thay đồ đấy. Cô ta phớt lờ lời chào của cô Sarah làm cô ấy có phần ngại ngùng. Pino đột nhiên lên tiếng hỏi Miel về việc mở lại sòng bạc và Miel nói rằng đó là một ý tưởng hay. Cô còn nói thêm nếu xây một bức tượng vinh danh thái tử ở trước sòng bạc cũng là một ý tưởng tốt. Khi nghe thấy những gì nói Miel, Aria hình như đã hiểu ra lý do tại sao tên Pino lại ở đây, cô không nhịn sự ngu ngốc này mà cười lên. Pino khi thấy như vậy liền hỏi cô có đề xuất gì không, cô nói rằng nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ nói. Theo tôi, chúng ta nên đóng cửa sòng bạc, cô bắt đầu phân tích cho những lý luận của mình. Nếu như hoàng tộc điều hành nó thì đồng nghĩ nó sẽ nơi có thể đánh bạc hợp pháp, nhưng về bản chất cờ bạc vẫn là cờ bạc. Pino phản bác ý của cô, nhưng cần đưa ra một số hạn chế như là giới hạn tiền đặt cược dựa trên tài sản của họ thì điều đó vẫn là một trò chơi lành mạnh mà. Tới lượt Aria phản đòn, nhưng anh dựa trên đâu để biết được tài sản của người đó, số đất sở hữu, mức thuế họ đóng hay là số tiền của họ. Ngay từ đầu đã không có cách nào để biết xem người đó có đủ tư cách đánh bạc hay không rồi, và liệu những thứ này có thể kiểm soát những người thực sự muốn đánh bạc sao. Đúng, cờ bạc chỉ là một hình thức giải trí đối với giới quý tộc, nhưng nó có thể là mạng sống của thường dân. Một khi nó đã làm rung chuyển cả một tầng lớp xã hội thì anh nghĩ tầng lớp ở trên có bị ảnh hưởng không? Và khi họ phá sản, họ sẽ nhìn thấy bức tượng của thái tử, người đã cướp hết đi tất cả mọi thứ của họ và là người đã đẩy họ đến bến bờ vực thẳm chính là thái tử điện hạ. Từng lời nói của Aria như làm cho anh ta câm nín và đó là ý kiến của tôi. Sau ngày hôm đó tên Pino vẫn mặt dày đến nhà cô như bình thường, thậm chí còn tham gia vào buổi bàn chuyện kinh doanh của ngài bá tước. Ta cần một ý tưởng kinh doanh mới. Ngài tính dừng việc kinh doanh lông thú lại sao? Ta cũng đang tính vậy. Vậy ngài hãy hỏi ý của tiểu thư Miel xem, có thể cô ấy sẽ cho chúng ta được ý tưởng mới đó. Miel nghe nói tới mình liền hào hứng nói rằng, dạo này con thấy thời tiết có đang hơi ấm hơn, nên con nghĩ lụa và nhung là một ý tưởng khá tốt đó ạ. Aria nghe thế thì suýt cười thành tiếng, trời ơi cái con nhỏ ngu ngốc này, cái ý tưởng như thế mà cũng nghĩ ra được. Bá tước lên tiếng hỏi Aria ý kiến của Aria. Ánh mắt của bá tước và Pino đều đang rất mong chờ câu trả lời từ cô. Cô giả vờ suy nghĩ một chút là nói rằng nếu là mùa xuân thì như Miel đã nói đấy ạ, lụa và nhung là ý tưởng hay đấy ạ. Hai người bọn họ có chút thất vọng vì đã nghĩ Aria sẽ nghĩ ra được cái gì đó hay ho. Aria lại cố ý chọc họ thêm một lần nữa. Nghĩ lại thì con cũng muốn một bộ váy nhung. Nhìn cái cách bọn họ tò mò khi nghe Aria nói thật buồn cười. Từ sau khi đã biết lòng tốt trước đó của mình đã bị lợi dụng nên cô hứa với lòng là không chia sẻ hay hướng dẫn họ bất cứ thứ gì nữa. Sau bữa ăn, trong lúc Aria đang đọc sách thì Annie bỗng nhiên xuất hiện, dạ thưa tiểu thư Aria. Thần có thể xin nghỉ nửa ngày để đi chơi lễ hội mùa xuân không ạ? Aria không ngần ngại cho phép cô ta đi, cô còn nói thêm, mà ngươi có thể lấy quần áo của ta mặc, nhưng đừng lấy những bộ được tặng nhé. Annie vô cùng vui và biết ơn Aria, thần cảm ơn người. Khi Annie đã thay đồ xong thì được cô đổi cho bộ khác đẹp hơn làm cho Annie lại càng vui hơn. Chào tạm biệt người thần đi đây ạ. Đang tính quay lại đọc sách thì cô bỗng nhớ đến Jessie. Jessie, cô có muốn đi lễ hội không? Dạ thần không thể đi được thưa tiểu thư, thần phải hoàn thành trách nhiệm của mình nữa ạ. Thấy gương mặt Jessie có chút nuối tiếc, Aria đành lên tiếng. Ngươi cứ đi đi, dù sao hôm nay ta chỉ đọc sách nên ngươi không cần lo. Jessie có chút bối rối nhưng rồi cô nảy ra một ý tưởng. Thưa tiểu thư, ngươi hãy đi cùng thần nhé. Đứng trong đám đông, Aria có chút thở dài. Trong quá khứ chính chỗ này, bọn cảnh vệ đã đuổi cổ mình ra với lý do là mình làm mất mỹ quan. Thôi thì cũng là quá khứ, dù sao mình cũng nên tận hưởng và tản bộ một xíu. Jessie hào hứng kêu Aria, tiểu thư ơi đằng kia đang có biểu diễn đấy ạ. Ngồi xem biểu diễn, cô cảm thấy bình yên đến lạ, cảm giác những ngày trôi qua thật khắc nghiệt nhưng cũng thật đáng để cố gắng. Nhưng trong cô cũng đang tự hỏi, liệu sống một cuộc đời chuyên đi phá hoại người khác thì có kết cục tốt đẹp không nhỉ? Trong lúc cô đang trầm ngâm suy nghĩ thì đằng sau cô cái kẻ áo đen kỳ lạ hôm trước đã đang đứng nhìn cô. Không ngờ tôi có thể gặp cô ở một nơi như này đấy tiểu thư Aria. Lúc này Aria quay mặt lại có chút hơi ngơ ngác, anh ta ngỏ ý muốn rủ cô đi dạo nhưng đã bị cô từ chối. Một lúc sau cận vệ của hắn ta tiến lại và thì thầm như có chuyện đó gấp thì hắn ta mới chịu từ biệt cô, nhưng trước khi đi hắn nán lại và nói với Aria những lời khó hiểu. Trang phục của cô hình như hơi đơn giản thì phải, cô chắc hẳn đã nhận được nhiều quà hơn chứ, chẳng lẽ nó không hợp với cô sao? Aria nghe xong những lời hắn hỏi mà cô trong đầu chẳng hiểu gì, thì bỗng nhiên đài phun nước gần đó phát nổ. Chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì hắn ta đã lôi tay Aria đi, đám đông chen chúc nhau nên đã vô tình tách Jessie và Aria ra khỏi nhau. Aria lúc này đang bị hắn ta kéo tay chạy nhưng cô hoàn toàn không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cảm giác như có một sợi dây liên kết linh hồn vậy. Khi mọi thứ đã dần ổn thì hai người họ đã dừng lại bên đường. Aria thở dốc làm hắn ta cũng lo lắng mà lên tiếng hỏi cô có sao không. Lúc này Aria mới nhận thức là mình đang còn nắm tay hắn ta, cô buông tay hắn mà trong lòng vô cùng xấu hổ. Tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc khi nắm tay hắn vậy chứ? Thấy cô có vẻ bối rối hắn liền đưa cô một chiếc khăn tay để lau mặt. Lúc này Aria đã bình tĩnh và hỏi chúng ta đang ở đâu, hắn ta thì vô cùng tĩnh queo trả lời tôi không biết khiến Aria đứng hình. Cô trả khăn cho hắn và bắt đầu tự trách. Tại sao lúc đó mình lại mất lý trí để cái tên kỳ lạ này kéo đi như vậy? Cô loay hoay tới lui để tìm đường ra nhưng mọi thứ đã quá thay đổi. Cô tự hỏi đây là đâu thế nhỉ? Ngày xưa mình đã từng ở đây nhưng bây giờ mọi thứ sao khác quá vậy? Thấy cô cứ đi tới đi lui hắn liền hỏi cô đi đâu và hai người cứ thế đi cùng nhau. Đi được một đoạn nữa thì chân của Aria đã trở nên vô cùng đau khiến cô không thể nào bước tiếp nữa thì hắn ta đi vòng lên trước mặt cô và nói với cô rằng cô có muốn tôi cõng cô không? Trông cô có vẻ mệt. Cô ngay lập tức tháo bỏ đôi giày của mình và tự đi chân trần như muốn thể hiện sự từ chối. Wow, tôi không nghĩ một tiểu thư như cô lại có thể đi chân trần như thế đấy. Cô đáp lời, chả có ai nhìn thấy tôi bây giờ ngoại trừ anh nên tôi không cần thiết phải giữ hình tượng với anh. Hai người họ như dần trở nên thân thiết, hắn cứ lẻo đẻo theo sau cô và hai người đã nói chuyện với nhau xuống chảng đường. Sau một hồi nói chuyện hắn ta đột nhiên tiến lại sau lưng Aria và thì thầm với cô rằng tôi thật sự biết rất nhiều thứ về cô lắm đấy. Lúc đầu Aria chỉ nghĩ anh ta biết mấy cái tin đồn đặt điều mà con nhỏ Miel nói, nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, hắn ta nói cô rất khác với những gì cô thể hiện ra bên ngoài. Cô tính quay mặt lại chấn vấn thì một cảm giác kỳ lạ một lần nữa lại bao quanh lấy cô. Ánh mắt hai người chạm nhau khiến cho Aria không thể rời mắt, và một lý do kỳ lạ nào đó mà ánh mắt của anh ta chứa đựng thứ mà cô đang mong chờ. Cô nhắm mắt mình lại để không nhìn vào mắt hắn nữa, thì một lần nữa hắn ta áp sát người cô và nói một điều vô cùng khó hiểu. Sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi sẽ cho cô biết toàn bộ mọi thứ về mình. Nói xong hắn ta rời đi để Aria ở lại. Ngay lúc đó Jessie đã xuất hiện. Tiểu thư Aria. Bọn họ nhanh chóng trở về lại dinh thự, nhưng tai của Aria lúc này vẫn đang nóng rang vì lời nói lúc nãy. Sáng hôm sau, hầu nữ Annie đã trở về sớm và kể cho Aria lý do hôm qua tại sao đài phun nước bị nổ. Nhưng Aria dường như không quan tâm chuyện đó, cô chỉ khó chịu tại sao cái tên kỳ lạ đó cứ phải tỏ ra như thế. Đột nhiên Annie lên tiếng, dạ thưa tiểu thư thần có nghe chuyện này, tiểu thư Miel, nói tới đó thì Annie ngập ngừng không dám nói tiếp thì Aria lôi ra một chiếc kẹp tóc để dụ cô. Cô hầu tham lam Annie thấy thế thì đã nói tiếp, dạ là gần đây tiểu thư Miel có viết thư cho tiểu thư Frederica, còn nội dung là toàn về ngài Oscar Frederica. Một chút quay về quá khứ, trước trở thành hầu nữ thân cận của Miel, Emma đã từng là một quý tộc, nhưng vì chồng cô đã tự sát để lại một khoản nợ khổng lồ thì cô phải từ bỏ tước vị quý tộc và phải trở thành người hầu trong nhà bá tước Roisin. Công việc quá áp lực đã khiến cô phải sảy thai. Nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh với mẹ ruột Miel và sau biến cố qua đời khi sinh Miel, cô chính thức là trở thành vú nuôi của Miel từ khi còn đỏ hòn. Ngắm nhìn Miel lớn khôn từng ngày, cô đã thực sự Miel như con của mình. Cô luôn thầm mong đứa trẻ bé nhỏ này sẽ luôn hạnh phúc. Miel của ta, con phải sống thật hạnh phúc nhé. Đồ ăn rất ngon ạ, ha ha, chị biết chắc là em sẽ thích nó, nào ăn nhiều thêm đi. Dạ thôi ạ. Miel ấp úng hỏi dạ anh ấy sắp đến chưa ạ? Tiểu thư Isis lên tiếng trả lời, ta muốn nói chuyện với em một chút nên ta đã nói nó hãy đến trễ một chút, em đừng lo. Miel rạng rỡ vì nghe được những điều đó, nhưng cô ta cũng đâu biết bản thân mình sắp trở thành một con tốt cho tiểu thư Isis. Gương mặt và tâm trí ngu ngốc của cô quả đúng là một sự lựa chọn tốt cho người khác lợi dụng mà. Miel lên tiếng than vãn, dạo gần đây em cảm thấy rất cô đơn, anh Oscar thì cứ bận bịu nên rất khó để gặp nhau. Trời ạ, chị biết là thằng bé bận nhưng mà để chị mắng nó vì dám để em cảm thấy như vậy. Dạ thôi chị ạ, em chỉ cảm thấy buồn vì không thể giúp gì được cho anh ấy thôi. Không sao đâu Miel, dù sao hai đứa cũng sẽ đính hôn với nhau nên chắc chắn sau này em sẽ giúp ích cho thằng bé rất nhiều. Nghe thấy vậy Miel dường như đã vui lên bội phần, dạ em mong mọi chuyện sẽ tốt như vậy ạ. Tiểu thư Isis, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong gia tộc Frederick, một gia tộc nắm giữ quyền lực chỉ sau hoàng tộc. Sự hiểu biết và những mánh khóe tinh khôn của cô đã được rất nhiều sự ủng hộ từ tầng lớp quý tộc. Thậm chí có tin đồn nói rằng cô ấy sẽ trở thành thái tử phi trong tương lai. Nếu Miel có thể gia nhập gia tộc này thì không một ai có thể cản đường cô nữa. Oscar, em đến rồi sao? Lại ngồi đây đi. Khi thấy Miel, anh và nghe thấy lời chị mình nói, anh dường như không thể phản kháng. Đã lâu không gặp anh, trông anh có vẻ mệt mỏi, em có thể giúp anh rót trà không? Miel hỏi thăm. Tiểu thư Isis lên tiếng. Sao em lại khách sáo vậy chứ Oscar, dù sao hai đứa cũng sẽ về chung một nhà sao. Nghe những lời như thế khiến cho Miel đỏ mặt hạnh phúc nhưng trái lại là gương mặt có phần lạnh lùng của Oscar. Tiểu thư Isis lên tiếng nói tiếp, tiểu thư Miel chị mong em có thể hiểu cho nó nhé. Aria đáp không sao đâu chị, chỉ cần được ở cùng anh ấy đã khiến em rất vui rồi. Trong thâm tâm Miel đã quyết tâm sẽ trở thành một phần của người nhà Frederick và lấy Oscar làm chồng. Khi Miel về, hai chị em bắt đầu nói chuyện riêng với nhau. Chị đã nói là em đừng xem thường các mối hệ, em nghĩ chỉ cần chị trở thành thái tử phi là xong sao, kể cả vậy thì giới quý tộc vẫn không đủ quyền lực trong tay, chúng ta phải đoàn kết. Đừng cư xử như một thằng nhóc nữa Oscar à, chị tin em hiểu những gì chị nói mà đúng không? Thấy mặt của Oscar hơi không chấp nhận, tiểu thư Isis lên tiếng, đừng nói với chị tin đồn đó là thật, nhìn vào mắt chị đi Oscar. Em thích đứa con gái của gái mại đâm đúng không? Gương mặt của Oscar tối sầm như nói trúng tim đen. Chát! Một cái tát giáng trời. Chị đã nghe tin bá tước cưới một con đĩ về làm vợ thì chị đã tự hỏi rằng bộ ông ấy bị điên hay sao, nhưng giờ chị hiểu rồi, bọn chúng thật có tài quyết rũ đàn ông nhỉ. Dưới cái tát của chị mình, Oscar vẫn chưa kịp hoàn hồn thì tiểu thư Isis nói tiếp. Đừng quên em chính là người thừa kế của gia tộc Frederick, đừng để cái tật mềm lòng với kẻ yếu mà quên đi địa vị của mình. Bất chấp những điều vừa xảy ra, Oscar cuối cùng cũng lên tiếng, tất cả những thứ đó là những gì chị muốn. Chưa kịp nói hết câu tiểu thư Isis nói tiếp. Đã đến nước này rồi thì em nên làm theo những gì chị nói. Nếu như em cứ bị chi phối bởi cảm xúc, chị không biết mình sẽ làm ra những gì đâu. Vậy nên, em hãy sửa lại lỗi sai của mình đi. Hãy viết thư cho con bé, xin lỗi rằng thời gian qua bản thân mình đã lạnh nhạt với con bé và hứa bản thân sẽ không làm như thế nữa. Ý chị là tiểu thư Miel, chị sẽ chọn quà giúp em. Vậy nên em đừng để bản thân mình đi lạc nữa nhé em trai của chị. Tiểu thư. Người có thư từ ngài Oscar. Cô hồi hộp mở bức thư ra xem. Lễ tốt nghiệp của tôi sắp tới rồi nên tôi nghĩ bản thân mình sẽ không thể viết thư cho cô được nữa. Tôi hy vọng cô sẽ giữ gìn sức khỏe. Tái bút Oscar Frederick. Đọc xong những dòng thư của Oscar làm cho Aria nên tái mặt. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao Oscar lại phải ngưng viết thư cho mình? Lúc này Annie đã chạy vào cấp báo với Aria. Tiểu thư, thần có tin xấu cần báo. Khi xuống dưới thần đã nhìn thấy bức thư của ngài Oscar gửi cho tiểu thư Miel. Nội dung viết về hôn ước của hai người họ ạ, khoảnh khắc Aria như chết lặng. Annie đọc nội dung trong bức thư mà cô ấy nhớ được. Mỗi khi nghĩ tới khoảnh khắc anh gài cho em một hoa hồng hoàng kim trong ngày hứa hôn của chúng ta, tim anh đã đập rất mạnh, anh thật sự đã mong chờ đến giây phút đến thật nhanh. Nghe những lời thư của Oscar khiến cho mọi người đều cảm thấy hoang mang. Annie nói tiếp, theo như thần thấy thì mỗi lần tiểu thư Miel trở về từ chỗ tiểu thư Isis đều sẽ nhận được rất nhiều quà và những bức thư tương tự thế. Có khi nào là do tiểu thư Isis tự gửi cho tiểu thư Miel không ạ? Chứ ai cũng biết là ngài Oscar không có tình cảm với tiểu thư Miel. Lúc này Aria mới nhớ ra người hậu thuẫn lớn nhất của Miel chính là tiểu thư Isis Frederick. Kiếp trước bởi vì chưa gặp mặt nên cô đã không nhớ ra. Cứ tưởng vớ được Oscar là khỏe rồi nhưng ai ngờ tiểu thư Isis mới là người nắm trùm cơ chứ. Đó là lý do vì sao Miel được gả cho Oscar và điều đó cũng lý giải cho việc tại sao nó có thể tích lũy được nhiều quyền lực trong tay đến như thế. Thì ra mọi thứ đã được tiểu thư Isis kiểm soát, hừ mình lên làm gì đây, nếu cả Oscar cũng bị ép gửi thư đến cho Miel thì điều đó cũng chẳng làm thay đổi được tương lai của mình và Miel. Mình phải làm sao đây? Aria bật khóc nức nở. Trong bữa ăn, nhìn thấy sự vui vẻ của Miel và sự thỏa mãn đắc thắng của cô ta khiến Aria tức điên lên. Cô muốn dùng đồng hồ cát để bể cổ Miel rồi đi lên lầu cho bỏ tức nhưng cô đã từ bỏ ý định đó. Mọi người trong bàn ăn nói chuyện vô cùng vui vẻ càng làm cho nỗi buồn của Aria càng thêm, thì đột nhiên Pino hỏi ý kiến của Miel về việc bị đánh thuế các mặt hàng xa xỉ. Dĩ nhiên là Miel không biết gì về việc giải quyết các vấn đề rồi, cô ta hồn nhiên trả lời rằng nếu vậy anh Ren hãy nhờ chủ nhân giới thiệu những cán bộ hải quan cho cha em đi, vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết xong thôi. Ai nấy đều hiểu là ý kiến của cô thực sự ngu ngốc nên chỉ dáng nở nụ cười cho qua. Miel à, con đúng là người thích quản giao nhỉ. Vì không chịu nổi cái sự ngu ngốc của Miel, Aria cũng đành lên tiếng. Theo con thấy, chúng ta có thể xây một nhà kho chứa hàng ở ngoại thành gần với thủ đô, như vậy mọi chuyện không phải sẽ trở đơn giản hơn sao? Cô nói tiếp, mức thuế cao nhất chúng ta phải trả chính là thuế ở thủ đô, và vậy việc xây dựng một nhà kho nằm ngoài thủ đô sẽ giúp chúng ta hạn chế mức thuế đóng vào. Và hơn nữa chúng ta cũng có thể giao dịch ngay chính kho hàng vì ở đây chúng ta cũng không phải đóng thuế hàng hóa bán ra. Cha thấy đó, con đã nghĩ đơn giản nhất cho vấn đề, không phải lần nào cũng phải nhờ mối quan hệ của anh Ren đây để giải quyết vấn đề được đâu ạ. Ngài Bá Tước và Pino lúc này phải há hốc mồm vì hướng giải quyết của Aria. Nhưng chỉ một lúc sau là hai người đó đã vô cùng phấn khích vì cuối cùng cũng tìm ra hướng giải quyết. Pino lên tiếng khen cô, đó quả là một ý tưởng tuyệt vời đấy tiểu thư Aria. Tối đó, khi màn đêm đã buông xuống, cái thời gian mà ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ thì Aria lúc này vẫn còn đang trăn trở về tương lai mình. Cô sợ những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay lại sẽ khiến tương lai cô một lần nữa chìm trong biển máu. Cả đêm hôm đó Aria dường như đã khóc cả đêm như để thương xót cho chính bản thân mình. Sáng hôm sau Miel từ biệt cha mình để đến dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Isis. Con hãy gửi lời hỏi thăm của ta đến tiểu thư Isis nhé Miel. Dạ vâng ạ. Annie thấy thế liền chạy đến chỗ Aria và dùng hết bình sinh để báo cáo cho cô. Tiểu thư Aria, tiểu thư Aria. Aria có hơi nhăn mặt trả lời ta ở ngay đây, cô không cần phải la lên như thế đâu. Aria vô cùng bình tĩnh hỏi Annie, có phải Miel đã rời đi rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ, nhưng mà bộ đồ của tiểu thư Miel chính là bộ đồ ngài Oscar đã tặng để dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Isis. Lúc này Aria dường như đã mất đi hoàn toàn sức sống về cuộc đời của mình. Hai cuộc đời của mình thật đáng thương làm sao, chắc mình chỉ có thể cố gắng đến đây thôi. Trong lúc Aria đang tuyệt vọng thì Miel đến buổi tiệc, chúc mừng sinh nhật chị Isis. Ôi Miel, cuối cùng em cũng đã đến. Bộ trang phục của em hôm nay trông thật đẹp đấy. Em cảm ơn ạ, thật ra đây là bộ váy mà anh Oscar tặng em đấy. Ồ wow, chứng tỏ thằng nhóc này thích em lắm đấy Miel à. Trong lòng Miel bây giờ đang rất hạnh phúc vì cuối cùng Oscar cũng đã đáp lại tình cảm của cô. Lúc này các quý tộc khác đã đến bàn của tiểu thư Isis để chúc mừng sinh nhật cô và bàn tán về lễ trưởng thành của thái tử vào năm sau. Họ nói đùa với cô rằng khi nào tiểu thư lên làm thái tử phi xin ngài hãy đổi luật kết hôn để cho con cái của Trúc Thần có cơ hội kết hôn sớm hơn đi ạ. Bọn họ bàn tán cười đùa vô cùng xôn xao khi nói về chuyện này. Một lúc hồi chờ đợi thì cuối cùng Oscar đã đến, vẻ đẹp trai người người của anh khiến cho Miel u mê không lối thoát. Oscar đi đến bàn và chào hỏi cô, chào em Miel, em có khỏe không? Gương mặt đẹp trai của Oscar và sự quan tâm của anh ấy đã khiến cho trái tim thiếu nữ của Miel như muốn nở hoa, vì cuối cùng anh cũng đã chịu để ý đến cô. Mọi thứ đang vui vẻ thì đột nhiên thái tử đến làm cho buổi tiệc xôn xao hẳn lên. Mọi người đều cho rằng thái tử đến là để chúc mừng sinh nhật cho tiểu thư Isis và vui giùm cho cô. Nhưng đâu ai biết thái tử lại là người mà tiểu thư không thấy nhất, mặt cô tối sầm lại là thầm chửi trong lòng tại sao cái tên đó lại đến đây. Thái tử điện hạ xuất hiện trong tà áo trắng không ai khác chính là kẻ mặc áo đen kỳ lạ A.S.H.R. Tiểu thư Isis cung kính cúi chào, hoan nghênh hoàng thái tử điện hạ, miễn lễ, chúc mừng sinh nhật tiểu thư Isis, ta xin lỗi đã đến trong khi không được mời. Trong lòng cô như muốn mắng chửi, nếu đã biết vậy thì đừng có tới. Mặc kệ những lời chào hỏi khác, thái tử bước tới trước mặt Miel mà bắt chuyện với cô, có phải cô là Miel Rosen không? Miel lúc này chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì thái tử nói tiếp. Thật kỳ lạ, cô lùn đi đấy à? À phải rồi, cô đang hành lễ với tôi mà. Mọi người ai nấy xung quanh đều đang bàn tán về việc thái tử nói chuyện với Miel, cả tiểu thư Isis, giữa bọn có quan biết nhau sao, mối quan hệ của họ là gì. Mặc kệ những lời nói ngoài tai, thái tử sờ lên cằm mà nói chuyện theo kiểu tự đắc. Ta đã nghe nói nhiều về cô, và ta cũng cá chắc cô cũng có rất nhiều thắc mắc về ta, đúng không tiểu thư Miel? Miel thì chỉ biết bối rối đang không hiểu chuyện gì thì thái tử nói tiếp. Ta đoán đã đến lúc ta giới thiệu bản thân với cô rồi. Sao cô không ngẩng mặt lên nhìn ta đi? Miel nghe thế thì từ từ đứng thẳng người dậy. Từ khoảng khắc khi thấy gương mặt thật sự của Miel, thái tử đã vô cùng kinh ngạc hỏi rằng, cô là ai? Trong lòng anh bây giờ có một câu hỏi lớn, cô ấy bây giờ đang đâu, tiểu thư nhà Rosen?